Chào mừng quý vị lại quay trở lại với Thái Học Toyota. Và hôm nay Học xin phép giới thiệu đến cho quý vị lại là một cái sản phẩm khá là quen thuộc ở Toyota, Innova. Nhưng mà đặc biệt cái là xe này bản V nha anh chị. Được sản xuất vào năm 2015 và đã lăn bánh được 125.000 km. Xe này là xe màu bạc. Thì chiếc clip mà hồi nãy Học có up cách đây một tiếng đồng hồ á, là chiếc màu đồng, màu vàng đồng. Còn chiếc này là chiếc màu bạc. Hai chiếc đều đi là 125.000 km và cùng sản xuất vào năm 2015. Và xe cũng là cùng một giá, bên Học đang chào bán với mức giá là 448 triệu. Đối với cô chú anh chị nào ở tỉnh á, thì bên Học sẽ bao rút gốc về. Khi cô chú anh chị sẽ đóng 2% giá trị còn lại của 448 triệu, thì cô chú anh chị có thể ra tên. Và xe này á, cô chú anh chị nào mà ở thành phố Hồ Chí Minh á, chúng ta mua lại thì cô chú anh chị sẽ được tiết kiệm cái chi phí biển số. Chúng ta vẫn được bấm một cái biển số mới nè, nhưng mà chúng ta không phải đóng 20 triệu, vì chiếc xe này lúc chủ trước là công ty liên danh, nên là nó đã có thành phố Hồ Chí Minh rồi, nên là cô chú anh chị được một cái là được bấm lại cái biển số mới toanh theo của mình. Chiếc xe này Học xin nhắc lại, đây là hiện trạng chiếc xe mà bên Học với mà thu về. Đây là hiện trạng mộc của xe. Đặc biệt á, khi cô chú anh chị mua chiếc xe bản V á, thì chúng ta sẽ có những cái này nè anh chị. Cái hàng ghế thứ hai á, là ngồi kiểu thương gia, tức nghĩa là ngồi tách biệt đó, và chúng ta sẽ có cái ly lối đi ở chính giữa để cho trẻ con. Ví dụ như anh chị đi chơi xa và chúng ta đi gia đình hai thế hệ có trẻ con thì cô chú anh chị cho trẻ con nó chạy từ cái khoang trước ra cái khoang sau rồi. Trong quá trình nó di chuyển đó, nó sẽ không có bị gò bó nhiều giống như những chiếc xe mà cô chú anh chị đi những cái xe như là Fortuner hoặc là những cái Innova G, thì cô chú anh chị khi mà ngồi trước là bắt buộc ngồi trước luôn, không có thể nào mà di chuyển ra làm sao được. Giống như là chúng ta khi mà lên thì chúng ta phải gặp cái ghế lại, lên xe phải gặp cái ghế này lại để người hai người phải lên trước để vô hàng ghế phía thứ hai, rồi bắt đầu hai người còn lại mới sập cái ghế xuống mà lên, hoặc là ba người. Ở xe này thì chỉ đi được 7 chỗ thôi, nhưng mà Học rất thích vì cái độ riêng tư. Giống như là cô chú anh chị đi ở những cái đường xa chồng chềnh thì mình ngồi cái ghế này nè, nó ôm người hơn. Khi cô chú anh chị làm một cái băng dài mà để được ba người ngồi đó, ngồi rất là thoải mái nha anh chị. Người lớn tuổi với người nước ngoài thì người ta thích cái sự riêng tư. Còn đối với bản V thì chúng ta sẽ có những cái chi tiết ốp gỗ riêng theo xe nè, tay nắm cửa marom nè. Ở xe thì bên Học sẽ cam kết với anh chị là không đâm đụng và không ngập nước bằng giấy chứng nhận, và Toyota sẽ cấp giấy chứng nhận cho anh chị. Còn đối với những sản phẩm mà bên Học bán ra thì bên Học đã kiểm tra lại 176 hạng mục nè, rồi gia hạn bảo hành cho cô chú anh chị 1 năm và 20.000 km. Đó, xe này thay vỏ từ thứ 15 2021, vỏ là 4 vỏ, Học kiểm tra rồi, sẽ còn máy tinh. Mọi chi tiết trên xe đều là zin nha anh chị, như là những cái chi tiết ở trên đây, ốp gỗ đều là không sơn và không thay nha anh chị. Vô lăng cũng vậy. 448 triệu, thì cô chú anh chị đã ưng màu bạc thì lấy xe này, còn thích màu vàng cát thì lấy chiếc xe mà Học mới quay cách đây 2 tiếng đó anh chị. Hai chiếc đều như nhau hai chiếc vẫn như nhau. Đây sẵn tiện tháo cái Học này, tháo cái Học đựng đồ này ra, anh chị nhìn cái phần bên trong này nó còn mới tinh nè, những cái hộp men bi anh chị ha. Được cái xe Toyota nó vậy đó anh chị, đồ nó xài hoài không có xuống, xe Nhật nó vậy á. Giống như mình đi những cái xe Honda rồi cô chú anh chị thấy không, mình tháo ra mình rửa đồ sạch sẽ, ở trong nó còn mới nguyên, đi dù đi mười mấy năm. Xe Toyota nó được cái là nó bền bỉ, nó có cái hậu, chi phí bảo dưỡng thấp, nó phụ tùng mà rủi có hư đèn đuốc nữa cô chú anh chị đi đâu mua cũng có hết. Với lại giá thành nó đồng thị trường, nó không bị hét giá, tại vì đồ nó có sẵn mà. Cặp đèn mới nguyên nha anh chị, cặp đèn mới nguyên, ga lăng. Thì đối với cái sản phẩm này á, cô chú anh chị khi mà cọc xe thì khoảng 15 ngày nữa bên Học mới hoàn tất cái sản phẩm nha anh chị. Tại vì bên Học làm theo tiêu chuẩn Nhật Bản nó cũng hơi lâu. Ví dụ như cái nội thất anh chị ở ngoài người ta đánh, nói chung là rửa sạch sấy khô là xong, rồi bên Học diệt khuẩn khử mùi tách ẩm làm nó rất là nhiều công đoạn. Còn cái hoàn khoang động cơ và cái gầm máy đó thì bên Học sẽ rửa bằng cái dung dịch M3M giống như cái phuộc này nè. Đó thì bên Học rửa bằng những cái hơi nước và không có sử dụng cái tắc tẩy lửa mạnh, nên là cái quá trình rửa nó rất là lâu. Nhưng mà được có cái hậu là khi mà anh chị đi lâu về dài á, thì cái dịch vụ của Học đó mới có hiệu quả, như là bề mặt nhôm và bề mặt nhựa nó sẽ không có bị cháy, hoặc là nhựa nó không có bị phai màu. Đó là cái ưu điểm, chứ không phải là mình dở hơn ta mà mình không dám làm tẩy rửa mạnh đâu anh chị.
khi mà cô chú anh chị chà rửa một cái gì đó, mình sử dụng những cái tắc rửa nhẹ đó, thì nó sẽ giữ được cái độ bền hơn. Còn mình thích chơi thuốc tẩy đâu anh chị ha, thì nó rất là mau đó. Đó là không có hậu, khi mà mình làm dịch vụ thì cũng vậy, không phải là riêng về thay thế phụ tùng đâu, mà dịch vụ nó cũng có những cái chi tiết đó. Anh chị đợi cái cổ tay xuống nè, rất là đẹp nha anh chị. Để học quay cái gầm cho cô chú anh chị xem đó, nguyên bản hết nha anh chị, không chì xước đó, bô biết rồi, gầm bệ rồi còn nguyên bản hết à, anh chị thấy không, rất rất là đẹp luôn á. Để học mở cái khoang động cơ cho cô chú anh. Rồi mời cô chú anh chị cùng học kiểm tra khoang động cơ. Cái động cơ nổ tròn trịa lắm, chim re. Anh chị thấy không? Đây cái cục mút này cũng vậy nè anh chị thấy không? Cục mút này anh chị nào đi Nova nhiều là biết liền. Mình rửa xe nhiều lần thì cục mút này, học nghĩ là chắc chắn là khi mà Rogori á thì cái cục mút này nó cũng sẽ mất đi, nó rụng vỡ ra, tại vì nó nằm như vậy á. Do mình không có rửa thì nó còn nguyên nha anh chị, nhưng mà mình rửa xe á, mình thổi gió, mình lau chùi đó chắc chắn nó bể ra nát hết. Đó là cái zin, đây là cái lúc đầu mà học quay nhớ nha cô chú anh chị, vẫn còn nguyên vẹn ha. Động cơ hộp số nè, khung xe này, mới tinh hết rồi, rất là đẹp luôn anh chị. Cabo là theo chỉ còn nguyên vẹn hết rồi. $448 triệu. Dạ cô chú anh chị ơi, học sinh nhắc lại bên học đang cần thu mua xe cũ đổi xe mới như là Veloz, anh chị có thấy không ạ? Đó thì bên học có một dàn xe mới nè cô chú anh chị, khi mà đổi xe thì cô chú anh chị sẽ được linh động về giá hơn, linh động về thời gian giao xe, vì cái lưu lượng mà cái xe mới do cái nguồn cung nó không có đủ anh chị, nó đang thiếu trầm trọng đối với không phải riêng về Toyota, tất cả các hãng khác, đây là tình hình chung của toàn cầu. Thì hiện tại có những chiếc xe cũ lướt lướt thì mình học cũng có đang có sẵn, và những chiếc xe cũ mình học cũng có đổi xe cũ. Ví dụ anh chị đang đi chiếc Innova 208 thì cô chú anh chị cũng có thể đổi lên chiếc 215 này, hoặc là cô chú anh chị đổi lên thẳng luôn chiếc xe mới đó, thì bên học đang có nhu cầu, rất là có nhu cầu nha anh chị, thu mua xe cũ với mức giá cao nhất thị trường, đặc biệt là những cái sản phẩm như những chiếc xe này. Cô chú anh chị cứ báo cho học, chụp hình đăng kiểm đầu xe, học không có khe về những cái mớp méo chạy xước nhỏ nhỏ lặt vặt, miễn làm sao xe cô chú anh chị không có đâm đụng vào được, không có đâm đụng vô tới phần khung xe máy móc, nói chung là đụng tới mà khung xe là bên học từ chối. Và vấn đề thứ hai nữa là những xe ngập nước đó, bên học có thu xe tận nơi đó, đi xóa giải chấp cho cô chú anh chị đối với những xe mà cô chú anh chị nào đang vay ngân hàng đó, đó. Thì cô hoặc là cô chú anh chị đang vay ngân hàng mà không có thời gian tắt toán, không có khoản để tắt toán, mình học sẽ đến tắt toán cặt quẹt trước rồi chúng ta sẽ làm thủ tục sau. Anh chị cứ liên hệ cho học 0901224668, 0935255686. Anh chị nhớ nhanh tay, hai cái sản phẩm này là rất là nhanh nha anh chị. Đó, cái hoành bên bên hai cái sản phẩm Innova đây, học sinh nhắc lại xe này là học sẽ bán rất là nhanh đây. Đó. Mấy ngày nay học cũng lo đi mua thu mua xe cũ về, cũng báo hai cái sản phẩm này hơi chậm, cô chú anh chị thông cảm bỏ qua. Dạ học thì cũng rất là mong muốn quay sản phẩm gửi đến cho cô chú anh chị, mà nhiều khi đi làm về lấy xe cũ về đây 7-8 giờ tối, tối hù rồi sao quay. Nói chung có hồ quay lấp liếm nhiều khi nó không hay, nhiều khi mình cũng chả coi được xe nó như thế nào để báo cho cô chú anh chị. Ở như mấy cái xe này thì học nó đi một vòng rồi, kiểm tra xe ok hết đó, để biết được cái chất xe như thế nào báo cho cô chú anh chị. Đó cô chú anh chị nhớ liên hệ cho học ha, biển số liên danh 50 09. Học có thu mua xe cũ ở tất cả các tỉnh, tất cả các hãng. Dạ thì học xin kết thúc video tại đây. Xin chân thành cảm ơn toàn thể cô chú anh chị đã cùng học đánh giá qua cái sản phẩm Innova EV này. Innova 215V, học xin lỗi.
làm e nhiều quá, lâu lâu mới có chiếc V nói hay nhầm. Dạ, học sinh kết thúc và xin chào, xin hẹn cô chú anh chị ở clip sau ạ.